À, bây giờ bắt đầu đi vào cái công viên của Trung Quốc. Công viên không có cổng, không có tường, không có gì cả. Đi vào như không. Dưới ga tàu điện. Có trung tâm thương mại thế này. Không bán trà đá, quán Starbucks bên kia mà. Thôi dưới không dưới, đi công viên đi thẳng thôi. Starbucks. Đi cho mát. Oh, chỉ có người đi bộ thôi, không có trà đá. Khát nước quá, không có cốc trà đá uống. Đi cổng chính nha. Cổng chính thu vé à? Không thu đâu. Có thu vé như công viên Việt Nam không? Wow, quá đẹp luôn. Thành phố à. Công viên à. Công viên à. Toàn cây không ấy. Riêng chỗ này đừng nói bỏ vườn bách thảo mà cây ở đây nó hơn cây vườn bách thảo luôn. À. Có xe điện nha. Vâng, đi đến đâu rồi? Bây giờ đi đến công viên. Yeah. Hoặc còn khoảng 14 phút nữa đến thôi. Thành phố có công viên to thế này. Đây công viên này còn nhỏ, công viên kia nó còn to gấp mấy lần cơ mà. Oh. Toàn cây không? Ngồi. Ngồi cũng sướng. Đây ở Hà Nội có cái ông bà ra tập dưỡng sinh hết. Đi Xuân Tị, Xuân Tị mà gần nhất anh ạ. Không bụi, không bặm, sạch sẽ, không bán hàng rong. Oh, tuyệt vời. Này cũng có lao công thì cũng quét là chỉ có lá cây thôi. Có thùng rác ngay bên cạnh. Quá đẹp. Phía tiếp theo là cái cổng thành gì cả. Xung quanh đang đi vào giữa. Đây là đâu đi? Cái để giữa là đi ra ven này. Để thoát ra ngoài. Mà nó hệ thống đèn này, đẹp lắm. Đây này buổi tối trước rất là đẹp. Những đôi bạn trẻ đang chập mặt, tập vào tay. Wow. Thôi, em đã đi hết chỗ đoạn đầu công viên này, bây giờ thoát ra ngoài để đi sang công viên bên. Có nhìn công viên đẹp không? Nó không có bụi như Việt Nam, yên tĩnh, không người bán hàng rong. Quá đẹp. Toàn ông già bà cụ trong này thôi. Nhìn thấy công viên um tùm cây xanh đẹp không? Cái cơ bản là nó sạch. Sau khi em đi ở công viên ra xong đây, bây giờ tiếp tục đi ngoài đường, các bác nhìn thấy hành lang đường như thế nào? Quá đẹp.
quá sạch, quá rộng. Cái hành lang này chắc phải rộng gần bằng đường. Hành lang này khoảng độ 7-8 mét gì đó, rất là rộng. Người Trung Quốc họ đi bộ rất là nhiều, vận động nhiều. Đây những nhà dân. Đây có những cửa nhà mặt đất đây. Nhà cửa mặt đất đây. Cũng bán hàng nhưng mà phải treo cầu thang lên. Bên này là cái khu hoạt động của chính phủ tỉnh Quảng Châu. Đây có quán trà đá. Đây quán trà đá này. Không phải trà đá, còn bán hàng tạp hóa. Đây. Không có nhà dân mặt phố nó không được ở như bình thường. Quy hoạch như là đường xá đẹp lắm. Đây, em gần đến điểm công viên rồi. Bây giờ đó là 3 giờ. Đây, bây giờ đến điểm rồi, ngã tư rồi. Xem bên đường nào đến. Tìm lối vào công viên. Chỗ nào họ cũng có người đi bộ, có thang điện, rất là nhìn rất là hiện đại. Việt Nam không biết bao giờ mới được như thế này. Đấy. Đây là những cái xe điện thôi, mở WeChat cái là tự nhiên nó mở ra thôi, có khóa đằng sau kia. Đấy, mọi người thuê chỉ cần dùng WeChat quét cái là đi được. Mới tệ một lần. Nhưng mọi người phải đặt cọc 200 tệ. Sau khi mà trả xe thì sẽ bị sẽ trừ tiền đi. Quá hay. Đây, tiếp theo người tiếp theo sẽ dùng cái này. Họ quét đi chat. Khóa đằng sau nó có một khóa. Đó, tự động mở luôn. Xịn thật. Đây những bãi xe của người ta. Người ta gửi xe ở đây để xe rìa này và đi xe buýt, đi tàu điện ngầm. Đây sẽ là trung tâm. Đến cái tàu điện ngầm và xe buýt ở đây. Bên kia là công viên đi rồi. Tôi đi ở cổng vào công viên. Chút nữa em sẽ quay lại, chào các bác nhé. Em đi bộ sang đây đó. Bác xem văn hóa giao thông của bên Trung Quốc này. Không có đèn xanh, đèn đỏ nhưng mà có người đi bộ là xe ô tô tự dừng lại cho người đi bộ đi qua. Đấy. Ở đây cả nó nguyên sạch, sạch chẳng có tí đàn trước là như nào. Sạch vãi. Sạch vãi. Thật. Văn hóa giao thông bây giờ ở bên này nó khác này ạ. Đấy, anh cứ đi bộ qua xe ô tô tự dừng lại. Mẹ Việt Nam không đạp ga thật lực đấy à. Cho mày tụt vào thôi. Không có đèn xanh ở đó. Các bác, bây giờ em đã đi sang cái cổng trước phụ. Đây, cổng này hướng nào cũng không phải cổng phụ đâu. Cổng công viên Việt Tú thì Quảng Châu. Đấy, nhìn đấy, nó số địa chỉ luôn. Yêu Tổ quốc. Cổng vào đây. Không có thu vé, thu phí gì à? Đây Quảng trường Lenin chắc à?
Đấy. Quá đẹp, quá rộng. Không có một quán trà đá, không có một quán bán hàng nào cả. Chút nữa em sẽ đi một vòng, em trao xem như thế nào nhé. Chào quý các bạn, bây giờ sau khi đã vào trong công viên, tôi em sẽ đi một vòng để xem ở đây công viên nó như thế nào. Đấy, công viên quảng trường đẹp lắm. Ở đây thì có bồn hoa này, có một cái tượng đài ở đây. Có tượng đài như là tượng đài của ông, không biết ông này là người nước nào. Đây có một tượng đài, một cái cung triển lãm, một cung triển lãm. Vào đây mua thì vào đây chắc là phải có vé mới được vào đây. Vào trong cái cung này xem nó có cái gì. Chắc phải mua cái ticket đây, mua vé đây. Không biết bao nhiêu tiền một lần vé. Trong này cấm hút thuốc này, không biết nó cấm quay phim không. Cấm hút thuốc, dùng điện thoại hút được không? Sao? One, one. Yes. Okay. Okay. Sau khi mà mua vé xong đây, người ta hỏi cái gì không biết, mình chỉ nói one mà. Okay. Yeah. Ừ, tủ. I don't know. 没事. 没事. Okay, okay. 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 À, vào trong này không biết đi đâu nào ở đây. Service counter, chưa biết vào đâu nào. Đi vào trong này. Đây nó có triển lãm gì đấy, không được hút thuốc đâu. It's the... Đi một vòng xung quanh tham quan. Oh. Trong này có cái gì? Đây là ảnh tất cả nhà lãnh đạo của Trung Quốc. Nó một cái bảo tàng. Đây đi vòng xung quanh. Rồi đi vào xem là có được không? Khóa cửa hết rồi. Chắc phải đi vòng ngoài. Trong này chỉ không được hút thuốc thôi, chắc quay phim vẫn được. Đấy, ngày xưa chắc là đảng họp ở đây. Có mấy tầng. Chắc nó vào được không. Trưng bày hiện vật. Nó từng cửa vào một nhà lãnh đạo Trung Quốc. Không vào được à? Is that from here? À. Du lịch bắt đầu từ đây. Sẽ có du lịch tầng 1. Đang đâu anh? Ở tầng 1. Tầng 1 đây. Tầng 1 đây, tầng 2. Ở chỗ nào ấy?
Đây à? Ờ, ok. Đi một vòng lại quay ở đây. Không được vào nhà trong này anh. Không vào nhà trong này được à? Vào đứa nào? Anh Hiệp đâu? Ờ, đây, giờ đi vào được đây. Lúc kia vừa em vào không vừa nào mở được cả. Nó bắt đầu đi đường kia đi. Đó. Đi ngược. Không được vào đâu. Nó lên tầng à? Mở cửa đâu? Không mở cửa đâu. Không mở được. Rồi, không mở được. Lên trên. Please go upstairs. And continue visit, à, lên tầng 2, không được vào trong đâu. Không vào trong đâu. Mất 10 tệ để vào đây, 10 tệ từ 30.000 vào tham quan trong này. Họ kiểm tra linh kỹ lắm. Đây, có cả Việt Nam này. Cambodia, Mexico. Lịch sử ở đây. Đây cấm hút thuốc chứ không? Phải thoải mái. Không được vào nhà trong. Sí. No, anh chị, không được vào. Bệnh viện cũng lớn tầng 2 đây. Không được lên. Được vòng xem nào. Rất mượn liên quan đến lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1929 nữa rồi. Nói lên trên không được lên. Tham quan du lịch tầng chừng đó hả? Đến đây là hết. Thật ra mình không muốn tìm hiểu nhiều về văn hóa Trung Quốc nên là chỉ đi lướt qua xem nó có gì. Cái nhà này nó vòng tròn, hình lục lăng, khá là rộng. Đây là mái ngói ngày xưa triển lãm Trung Quốc. Thực ra lúc rồi mình vào một cửa, bây giờ ra một cửa. Không hiểu trong này chỉ là triển lãm thôi, nhưng mà trong phòng giữa hình như là diễn kịch diễn tuồng thế. Chưa đến giờ nên mình chưa được vào hay sao đó. Không rõ nữa. Có thể là chưa đến giờ mình chưa được vào. Không hiểu là không phải vào kiểu gì, xem cái gì trong này. À, đây, mình ra hướng sau rồi. Nhà khá rộng, bãi xe để ở đây. Phía cuối công viên. Cũng nhỏ, công viên thì nhỏ, không rộng lắm. Nhưng mà sạch đẹp.
đội cảnh vệ, đội an ninh xung quanh luôn. An toàn. Không có gì cả. Hình như phía sau là còn leo lên đỉnh núi gì nữa cơ. Phía sau nữa cơ. Chắc đi lối kia ra ngoài. Đấy là đường rồi.